ngoài là đang làm cái cộng đàn đấy à, cũng ấy làm nghe cho cộng đàn đi ông ấy mới lại ông vẫn cộng đàn vẫn chưa hoàn thiện, thật ra còn thiếu con nghề đấy là đặt vấn đề như thế, nhưng ông làm nó lại cứ nứt, không có làm đã xong rồi, vẫn cần tiền hoàn thiện đấy. Ở ngoài là có thể Đang mình hình như bảo có 4-5 nghệ nhân mà. Nghệ nhân thì có Bình mấy cái gì đó. Đấy. Bình ở xóm ngoài đó sẵn sàng. À. Bình ấy là phong đầu tiên. Dạ. Xong vừa rồi mới được 4 ông nữa. Vâng. 4 ông thì 3 ông ở trên số 1 với 1 ông Nguyên này. Ừ. Xóm 3 không có, xóm 3 có 1 ông Nguyên này. Hả? Xóm 3 có 1 ông Nguyên. À. Cái ông nhà ông nằm đó. Cũng có một ông làm cũng tốt lắm nhưng mà chưa được nhận. Nhưng nó không là nghệ nhân. Không là nghệ nhân, nằm đắp bao nổi đấy. Ừ, thằng đấy hình như cũng bảo cũng là ngoằng mất đất đai đấy, có thế. Đất đai mới bị nó không chặt, nó không bị kiện. À. Trước đây trước cháu xít nó mua ở đấy. Ừ. Nhưng mà cũng là ngoằng cháu cũng mua. Nhưng thân biết mà. Đấy. Cũng họ nhà ông Hải nhà cháu. Ừ. Hải Huệ đấy. Ừ. Và nay vào nhà ông cháu cũng cho ra bảo tàng xem một tí, xem 5 phút xong đấy. À, cháu gọi gì xong là gì bảo bảo vệ. Cháu bảo hôm nay mới quét. Tại vì mấy hôm nay đang chuẩn bị sửa chữa hay sao ấy. Quét gì? Quét sạch sẽ. Quét sơn đi. Đâu? Quét được nền ấy. Nền ấy, bốn. Thôi ngáo đâu. Tại vì có ai, thật ra có ai mấy ai vào đâu. Ai vậy thăm rồi. Vâng. Cháu đưa khách đấy vào đây mấy lần đấy. Vâng, không bảo mật cửa máy đâu. Tại vì thật ra nó cũng không chính thức gì cả. Nó khó. Vâng. Các khách du lịch khác trong nghĩ là nếu mà các thằng bạn cháu nó không vào thì cũng không biết. Nó chỉ vào cái nhà, thế là vào nhà ai ấy. Xong nó không biết nhà nào. Thế là cháu cho cái số điện thoại lên mạng quảng cáo rồi. Nếu ai gọi thì cháu lại gọi hộ để mở. Quảng cáo cả làng, quảng cáo cả cái bảo tàng cái thứ. Nhiều nhà lắm. Không, quảng cáo cái đấy nó chỉ họ tự tìm đến, thằng là họ gọi điện thoại thì mình gọi hộ thôi. Nhiều tin nhiều cũng lại. Vâng. Có những cái quảng cáo miễn phí. Vâng. À, vâng. 30 triệu chết tiệt. Không sắp tới nếu mà làng mình mà tốt, nếu mà có duyên mà phát triển du lịch tốt đấy thì nhà ông Hồng cũng là một cái kênh có thể làm được. Cũng thật ra nếu mà thế hệ trẻ như là thế hệ cô chú là còn quay không ấy, còn cưới trần nên là quay làm cái gì? Anh của chú trần. Kia hình như cũng trên mạng cũng mấy trang cũng có hết rồi. Đúng rồi, cháu biết mà. Cưới trần ra làm gì, nhân đây quay không nhà này không thích. Đấy, nó thằng Toàn, đào tạo thằng Toàn nó cũng chụp rồi. Quảng cáo ở hàng của người ta. Sao quay mới báo cái áo của trần mà cứ như này quay lên. Cởi trần này. Trần trùng trục ra. Thế nó đẹp trai. Đẹp trai cái để già, đẹp trai thì không thằng thằng con nhà chú mà nếu mà có cái thằng tử bố vợ bảo mình nghe chứ, ở ngoài gầy thiết mà vào trong ảnh trông bóc tên trên bao vai nhiều cục cuộn chú bằng tử bố cháu à hay là bằng ai xin năm bao năm nay này 60 rồi. Trông nhìn như thanh niên, trông nghĩ là thế không? Thanh niên chết thanh niên thật ba à, đấy vào muộn cho anh chị gọi anh chị đây, gọi anh chị người bảo cô chú con có cháu thì được cháu đứa con gái kia là thứ hai đấy là con gái con dâu con gái đã làm gì quên con dâu cứ con dâu mới 23 con trai thằng kia nó chưa à, thằng đấy thằng hai à thằng thứ ba một đứa con gái lớn nữa đi chồng cũng chưa có con rồi đứa thứ hai nó lấy trong làng hả đứa thứ hai kia nó lấy trong làng là mua áo, nó làm y tế đúng không? Nó làm y tế thôi, chồng nó. Chồng nó đâu? Chồng nó làm công an. Mỹ Linh. Ô, Mỹ Linh nhá. Nó ở đây à? Nó ở đây, muốn ở đây này. À. Tất mua nhà. Đây xây nhà đâu, ở đây. Mua luôn nhà luôn. Ngon.
Thế em nhà cháu cũng thế, nhà với tí nhà mặt to à, chú quay quay ra chỗ công nghiệp đi nhà văn hóa à, văn hóa thôn 7 đi rồi, quay ra chỗ đấy đắt lắm, chỗ đấy mười mấy triệu rồi, ngày xưa mua cũng mười mấy triệu ấy, ngày xưa cái nhà nó cũng mua được hời. Ngày xưa em mua cũng định mua cái chỗ dọc đường xã ấy, có khoảng tầm gần gần nhà anh Tâm đấy, có mười hơn 2 triệu nhưng mà cũng không có sổ nên cũng không làm được. Khu nhà anh Tâm đấy cũng mất sợ mất đất đấy, tại vì trước em mua cả năm thì không mua được đâu, thế là nghiên cứu cả làng rồi không mua được. Đúng rồi, mà có mất đất thì mất cả miếng thì cũng khó lắm. Mấy hôm trước là mình ăn chơi nhưng bây giờ thấy ngoan hơn rồi. À, hai bạn